Cuộc vận động tranh cử thị trưởng Tokyo bắt đầu. Tên từ Tokyo, cuộc vận động tranh cử chức thị trưởng thành phố Tokyo đã bắt đầu vào hôm nay với chủ đề tranh cử là năng lượng nguyên tử. Cựu thủ tướng Morihiro Hosokawa, 76 tuổi, hứa hẹn nếu đắc cử, ông sẽ áp lực chính phủ trung ương hủy bỏ việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì Nhật Bản không thể tiếp tục sống trong sự nguy hiểm của các nhà máy điện nguyên tử. Ông Hosokawa gọi cuộc bỏ phiếu ngày 9 tháng 2 tới là một cuộc trưng cầu dân ý về ý định của Thủ tướng Abe muốn khởi động lại các nhà máy điện nguyên tử còn đang bị đóng cửa để kiểm tra lại điều kiện an toàn từ sau thảm họa Fukushima. Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Abe ủng hộ cho cựu Bộ trưởng Y tế, ông Yoichi Matsuzoe, 65 tuổi, mặc dù ông Matsuzoe đã rời bỏ Đảng Dân Chủ Tự Do trong năm 2009. Ứng cử viên Matsuzoe ủng hộ việc giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng nguyên tử, nhưng nói rằng vấn đề năng lượng nguyên tử thuộc thẩm quyền của chính phủ trung ương chứ không thuộc thẩm quyền của chính quyền thành phố Tokyo. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi đô trưởng Naoki Inoue từ chức trong tháng 12 vì tai tiếng nhận tiền hối lộ